Cái này trời ơi, ăn với cơm là nhức nách luôn. Thử miếng ạ. Cái nước nó kiểu mà nó vừa ăn mà cái vị mặn mặn ngọt ngọt nó ngon. Dạ. À, nhìn hết sảy chưa? Cái này thiếu cái gì, cần thêm cái gì cái nọ đó để cho mình biết, để mình sửa chế biến cái món của mình nó. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì công an sẽ làm món tôm rang mặn. Thì công an không có thịt ba gọi. Trước tiên là công an chuẩn bị sẵn gần một củ tỏi nhỏ. Tỏi này công an sẽ đập dẹp ra. Đây là 1 kg tôm. Hiện tại bây giờ là công an đang thắng nước màu. Món tôm rang mặn này thì cần có chút ba gọi thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà công an không có ba gọi ở nhà. Với lại bên thị sĩ này kiếm ba gọi tươi cũng khó lắm, toàn là ba gọi nó hay muối sẵn. Mình muốn mua tươi mình phải vô lò heo hoặc là đi ghé chợ nào đặc biệt á, chứ tươi thường thường ở ngoài chợ nó không có bán. Ở bên Pháp thì nó bán nhiều lắm mà, nên thị sĩ nó không có bán. Thì thắng nước màu, con hăng đợi nó vàng lên thì con hăng đổ miếng nước vô nha. Đó, khi mình đổ miếng nước vô thì nó sẽ sôi lên. Đây, nó có cái màu cánh gián vậy là được rồi đó mọi người. Mình đổ nước ra chén riêng nha. Rồi bây giờ công hăng cho dầu vô chảo nha. Cho chút dầu vô chảo. Tỏi thì công hăng đập dẹp ra nha. Lắc 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 cho nó đều một chút xíu. Tôm này là công hăng ướp rồi nha. Đường, muối, bột ngọt. Đấy thì sau khi tôm vàng đều thì công hăng đổ nước màu lên nha. Cho nước màu lên xong thì công hăng trộn đều rồi xào một hồi. Cho nó đều đều nước màu, cho nó vàng đều mấy con tôm xong cái chỉ có cần là chế nước vô nữa thôi. Đó, mình chế nước vô đừng có quá nhiều nha. Chế nước vô vừa xếp xếp con tôm tôm thôi. Đó, cái nhà thấy nó sôi ục ục lên ha. Bây giờ mình cho lửa nó nhỏ xuống chút xíu, đừng có quá sôi mạnh. Rồi mình cho chút xíu nước mắm vô đi, tại vì nãy mình chưa có nêm nước mắm. Rồi lát nữa mình thử lại coi nó có vừa ăn hay không, rồi mình có nêm nước mắm thêm sao thì mình nêm. Còn bây giờ thì mình chỉ có chờ cho tôm nước nó sắp xuống rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình ăn trưa thôi. Lát nữa gắt thêm chút tiêu nữa. Còn ớt thì công an sẽ không để vô, tại vì hai đứa con nó ăn ớt không có được. Trong đây thì công hăng nêm rất là đơn giản, là chỉ 2 muỗng canh muối, 2 muỗng cà phê muối chứ, 2 muỗng cà phê muối với 1 muỗng canh dung, muỗng lớn á, muỗng canh dung đường, rồi nước mắm thôi, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột ngọt, chỉ có nhiêu thôi à. Bây giờ thì mình để cho nó sôi nhẹ nhẹ, chừng nào mà nước nó ráo coi như là nó sệt xuống đó, bắt đầu mình có thể ăn được rồi. Rất tiếc là cái này nó thiếu ba chỉ. Mình rất thích ăn ba chỉ kho với tôm như thế này, ra mặn thì nó sẽ béo béo ngon hơn. Thì trong thời gian chờ đợi mà cho nước nước mà tôm đó, nó ráo thì mình rửa chén. Thời gian này mình rửa chén, rửa mấy cái đồ hồi nãy mình làm á, cho cái bếp nó gọn gàng. Còn ông thì không thích cái bếp mà nó tùm lum tà la, rồi để một lúc cái hồi nó đầy chỗ chứ không có chỗ để rửa. Cho nên là khi làm bên kia cái mình tận dụng thời gian, lúc nào mình đợi cái gì đó, thì bên đây mình làm cái khác cho cái công việc nó gọn gàng cho nó nhanh. Rồi lát nữa mình có chỗ mình làm nó thoải mái hơn. Chén bát lau dầm hết.
Đó cả nhà thấy không, bây giờ là nó sệt sệt rồi nè, thấy không? Rồi nó vàng bóng bẩy, thấy bát cháy bồ chét không? Cái này trời ơi, ăn với cơm là nhức nách luôn. Thử miếng á. Cái nước nó kiểu mình nó vừa ăn mà cái vị mặn mặn ngọt ngọt nó ngon sao đâu á, mà rất tiếc nó thiếu ba chỉ nha, thiếu thịt ba gọi á, có thịt ba gọi nữa là hết ý luôn, ngon lắm mọi người. Ui này chỉ còn xào đều đều tay trong cái giai đoạn cuối này chút xíu nữa là ok, là ăn được rồi đó. Thật tình là nhịn không nổi à. Trời ơi, bát cháy bùa chết luôn. Lần đầu tiên làm cái này nhức nách gì đó. Ê, cả nhà xem, như thường lệ thì con Hằng làm xong thì con Hằng bỏ một chén cơm vô đây để xào xào ăn cái chảo mà cái phần mà nó dính sốt còn lại đó. Trời ơi, nó ngon lắm. Khỏi trang gì trơn là có một chén cơm có sốt sẵn luôn. Còn cái đây là một dĩa tôm, bên đây một dĩa tôm và một hai trái ớt chuông màu xanh, là ớt chuông ăn sống thôi nha. Nhìn hết sảy chưa? Cơm giống như cơm chiên nhưng mà không phải cơm chiên nha. Bá cháy bồ chét đó, nhìn hấp dẫn chưa? Rồi Mai Hạ Vi ngồi ăn cơm. Đây là gái lớn của Mai nè, của ba ba. Còn đó là gái thứ nhì, có hai đứa à, còn đứa lớn thì đi làm rồi. Mời cả nhà cùng ăn nha. Thơm á. Ngon. Mặn không Mai? Mặn không? Dừa không? Chua. Nó vào thích ăn cái đầu. Đến từ tờ snit mắc rồi, tôi sẽ tỏ tiên. Các bạn sẽ ăn cái đầu. Giòn. Muss ich aufmachen? Ja, ich weiß nicht so gerne, weil es tut zwischen den zwei Stecken. Ja. Hier kommen mit den Lauf. Mit Speck, Rohspeck. Zusammen ist hier fein. Roh? Ja, der Rohspeck. Aha, ja. Zusammen machen. Nicht der, wo kein Salz. Nein, nein, có ba chỉ á. Dùng là ăn rất ngon luôn. Mà ba chỉ loại mà tươi á, chứ không phải ba chỉ mà loại nó muối. Ở bên đây nó hay muối lắm. Rồi lấy con này nè. Con này nó mềm rồi. Nên mềm, một nít ấp sẵn. Mình lựa mấy cái con mềm mềm cho mấy đứa con mình ăn. Nó hay lột vỏ, mình thì ngon lắm đó nha. Con ăn mấy này giống như ghiền vậy. Ok, Công Hằng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, ủng hộ xem video của người Công Hằng. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại video lần sau. Mà mấy cái món ăn Công Hằng nấu là mấy cái món ăn thường mình tự biết thôi. Tại vì mình không có học địa chân ấy, đàn ông mà. Nhà vợ không biết nấu, vợ tay. Còn mình thì mình nấu đại thôi, từ nhỏ thì tự nấu rồi, mình nấu đại thôi, chả có cái nào mình nấu theo cái công thức gì hết trơn á.
có gì không hay hãy thông cảm và nhớ để lại bình luận bên dưới, ví dụ như thế này thiếu cái gì, cần thêm cái gì cái nọ đó, để cho mình biết để mình sửa chế biến cái món của mình nó ngon hơn nữa. Xin cảm ơn, bye bye.